Con sói này hơi dễ thương nha. Con gấu hả? Tưởng là con sói đi. Rồi, con sói. Con sói này hơi dễ thương. Đó, nghe sẽ chiến đấu với con sói này. Không dữ quá Mina ơi. Ví dụ như sói cắn Mina thì Mina sẽ cắn lại cả sói. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Mina Channel cùng với Kuna Nani. Ngày hôm nay mọi người thấy chưa, đây là lương thực cho Mina để thực hiện thử thách 24 giờ ở trên giường. Mọi người thấy chưa, đây là giường mà Mina sẽ ở 24 giờ nha. Và mọi người thấy á, lần này á, là ekip chuẩn bị cho Mina đồ ăn khá là ngon luôn. Và mọi người nhớ trước khi xem clip đừng quên bấm theo dõi bên phía bên dưới nha mọi người. Yay! Đợt này á, nghe được mọi người chuẩn bị đồ ăn ngon chưa? Mọi người xem nè. Đó, bánh mì nha, bánh mì không nha, bánh mì thịt nha. Cũng có hơi đối xử, phong bì đối xử Mina tí xíu. Được cái là hộp súp cua mọi người. Ta-da! Súp rất là ngon. Đó, tí hồi Mina sẽ ưu tiên ăn trước. Và trước khi ăn thì Mina sẽ giúp mừng. Giúp mừng. What the hell? Trời ơi, lạnh quá. Đây. Mọi người thấy ha, trùng hợp ha, cái giường màu vàng, rồi tới cái mền nó cũng màu vàng chanh nữa. Quá là trùng hợp luôn. Ok. Đó, chúng ta sẽ ngồi ăn với bạn gấu này. Vui quá. Hôm nay đồ ăn ngon, có hứng quay nè. Có hứng ở 24 giờ ở trên giường nè. Hồi bữa mới ước thì mình được làm thử thách 24 ở trên giường. Cuối cùng là mình cũng đã làm được thử thách 24 bây giờ ở trên giường. Vui. Mina ăn xong Mina sẽ ngủ. Ngủ xong Mina sẽ dậy ăn tiếp. Giống như con heo. Đó, cứ vậy mà hết 24 giờ, quá xuất sắc luôn. Wow. Thì kiếm nước tương nè, súp gì kiếm nước tương rồi. Wow, mọi người coi tổ súp này hấp dẫn không? Đó, rất là hấp dẫn luôn nha. Để mẹ trộn súp lên. Trời đất ơi, mà 24 giờ ăn như vậy là hơi ít nha, ekip nha. 24 giờ ít ra là phải súp nè, rồi cơm nè, rồi mì nè. Trời ơi, cho có 2 ổ bánh mì với 1 tô súp. Quá là ác với Mina luôn á trời. Tin được. Súp chỗ này ngon nè. Wow, ngon quá. Mina sẽ ăn súp bánh mì chấm súp. Mọi người có bao giờ ăn món bánh mì chấm súp giống Mina chưa? Đây nha, hôm nay Mina sẽ cho mọi người ăn món bánh mì chấm súp nha. Đó. Ta da. Mina chưa ăn bao giờ, tại vì hôm nay ekip cho cái gì thì mình ăn cái đó. Gọi là hả, sinh tồn đó mọi người. Cho gì ăn đó thôi. Cũng khá là ngon. Chứ biết sao, chứ hồi hôm nay ăn bánh thì không. Không cho Mina hộp sữa đặc hay là cái gì để Mina chấm nữa. Ủa dễ sợ. Bánh mì này cũng không được bánh mì giòn nữa. Bánh mì nguội, dai ngắt à. Trời đất ơi. Thiệt luôn, đối xử Việt Nam quá là ác luôn á. À. Ngon quá. Được cái là súp ngon bù lại. Mọi biết không, hôm nay Mina quay tập này thì ngoài trời vẫn đang mưa. Mưa rất là lớn. Mà ở ngoài trời đang mưa ha. Ở trong này bật máy lạnh, mình đắp chăn. Mình ngồi trên giường với gấu bông của mình. Rồi mình ăn súp nóng hổi. Trời ơi, còn gì ngon bằng đúng không mọi người? Wow, ốc heo nè mọi người. Nguyên cái ốc heo bự bự luôn nha. Hồi trước thì Mina không thích ăn ốc heo, Mina bị sợ á. Nhưng mà hôm dạo gần đây thì kiểu như tầm ăn riết rồi cũng quen rồi cũng thấy nó ngon. Nên ăn một số lượng ít thì sẽ thấy nó ngon. Mina cũng dám ăn nhiều, ăn vừa phải thôi. Nhiều người kêu á là mấy bạn mà đang học thi á, ăn ốc heo nhiều vô để thông minh, để bộ óc. Thì Mina cũng không biết là cái kiến thức này có đúng hay không nữa. Nhưng mà Mina thấy ốc heo trước mắt ăn thì cũng khá là ngon, khá là
nha. Ngon quá. Nhưng mà mình đang nghĩ ngon hơn nếu không bỏ hành phi. Có hành phi thì bị mất một sức cua quá. Nếu như sức cua là món không phải ăn nóng á, nhà ăn nửa hộp xong để dành, xong rồi ngủ một giấc, xong rồi ăn hết tiếp nửa hộp còn lại, xong thôi phí quá nè. Cái hồi dậy ngủ dậy đói rồi lấy cái gì ăn bây giờ, đúng không mọi người? Đây là trứng bắc thảo nha. Mina không biết là mọi người có thích ăn trứng bắc thảo hay không. Hồi trước Mina cũng không thích ăn trứng bắc thảo, tại Mina nhìn Mina bị sợ quá mọi người. Nhưng mà sau này lớn rồi cái Mina cũng thử, bị bạn bè dụ dỗ, bị gia đình dụ dỗ thử ăn vài lần thì Mina thấy là trứng bắc thảo nó cũng ngon, cũng được, không nổi tệ. Cho nên là Mina mới bắt đầu ăn. Hồi trước Mina đâu dám ăn đâu, Mina sợ lắm, thấy đen đen sợ muốn chết. Quà có tới hai trứng cút luôn. Sắp cua mà không có cua, chỉ có trứng với lại gà thôi. Nghe thức ăn sắp cua lắm mọi người ơi. Quà trứng mắt thảo ngon mọi người ạ. Béo ơi là béo. Thế là các bạn á, cũng có các bạn có ai là team trứng mắt thảo giống như Nga không nè? Hay là tiên trứng muối. Nói chung là Mina rất là thích những món ăn là từ trứng ha. Trứng chiên, trứng cuộn, trứng bắc thảo, trứng muối, trứng hồ bình lộn, trứng cút, trứng gà, trứng vịt, trứng gì mẹ cũng thích hết trơn á. À dạ, biết làm gì cho hết ngày hết giờ, hết 24 giờ. Mai là mình được ngồi trên giường á, 24 giờ phải đi lung tung ngoài đường chứ Mina xỉu. 21 mà nếu bạn nào có comment là quay 24 giờ ở ngoài đường á mà Mina làm được hết đó chắc nó hở vất vả luôn á. Đặc biệt là trong cái mùa này rất là dễ mua nha mọi người, dễ mua lắm luôn. Trời ơi, ăn tí xíu rồi sắp hết chén sức cua rồi. Trời ơi, là sao lại chống chọi với 24 giờ nữa đây. Rồi hết mất tiêu rồi. Vậy là phần ăn tiêu chuẩn của mình đã hết mất rồi cả nhà ơi. Làm cho anh đây đó. Trời ơi, bây giờ no quá. Buồn ngủ nữa. Bây giờ mình quay 24 giờ ngủ trên giường được không mọi người? Chứ bây giờ hồi này không biết làm cái gì luôn á. Ôi, sung sướng quá. Trời, đang mưa lất phất. Mình nằm đây với máy lạnh. Ngoài trời thì mưa lất phất, rồi ở trong này thì mình bật máy lạnh, mình đắp chăn ngủ thật là ấm. Có bạn của mình nữa, trời ơi sướng quá. Phải thử thách nào mà cũng sướng vậy, đỡ mấy khổ lắm luôn á trời. Mina đang làm cái lều ở trên giường, mọi người thấy không đó. Đây là số ngôi nhà cho Mina trú ngụ. Dẫu cho ngoài kia mưa gió bao nhiêu, sấm chớp thế nào thì đây vẫn là ngôi nhà thân yêu của Mina. À không, bây giờ không còn là ngôi nhà nữa mà nó chuyển thành cô bé hoàng khăn vàng rồi. Bây giờ Mina đang là cô bé hoàng khăn vàng. Đây là con sói.
Con sói này hơi dễ thương nha. Ủa này con gấu mà. Tưởng là con sói đi. Rồi sói con sói này hơi dễ thương. Đó, nghe sẽ chiến đấu với con sói này. Không dễ quá Mina ơi. Ví dụ như sói cắn Mina thì Mina sẽ cắn lại cả sói. Giờ sao lấy con sói đây? Xa quá rồi. Ôi, cô bé hoàng khăn vàng sẽ cố lấy con sói về đây hư quá. Đây, đó Mina đã thuần hóa được con sói và đây sẽ là bạn thân của Mina, sẽ chơi với Mina đến cuối cuộc đời. Câu chuyện cô bé hoàng khăn vàng đến đây là hết rồi. Trời ơi, còn chưa hết 24 giờ sao? Khổ ghê luôn á. Tưởng là không khó nhưng cuối cùng lại khó không tưởng mọi người ơi. Không biết là mọi người có ý tưởng gì gọi là mới lạ hơn ha. Chứ nghe thấy rất là nhiều bạn comment giống nhau mà comment chung một cái thử thách giống vậy. Nó không còn gọi là gì mới lạ hết trơn á. Mọi người phải đưa mình ra những cái thử thách nào gọi là mới lạ hơn đi. Mọi người an tâm, sắp tới Mina sẽ làm những cái vlog thiệt là hoành tráng luôn, thiệt là mới lạ luôn. Chỉ còn mọi người bấm theo dõi Mina Channel ở phía dưới và để chế độ thông báo nha. Để khi nào Mina có clip mới sẽ thông báo cho mọi người. Mọi người thấy rất vui không? Ok, bây giờ Mina sẽ đi ngủ lần 2. Mina và bé sói mệt rồi, Mina sẽ đi ngủ lần 2 nha. Ngủ một giấc ít sáng luôn. Thôi vô đây nè. Vui quá, buồn ngủ quá. 24 hours later. Sói cắn nè, nè cắn sói cắn nè. Nè cắn con sói. Mệt quá. À mấy giờ rồi? Ok mọi người ơi. Cuối cùng sau bao nhiêu vất vả, ăn uống thì thiếu thốn, chỉ có giấc ngủ là đầy đủ thôi mọi người. Mina cũng đã hoàn thành xong thử thách 24 giờ trên giường rồi, vẫn còn đang ngái ngủ. Ok, bây giờ Mina sẽ soạn đồ chuẩn bị đi quay cho thầy giáo bá đạo đây. Mọi người, bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những tập vlog sau. Nhớ đừng quên comment những ý tưởng siêu mới, siêu sáng tạo cho mọi người nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại. Đi thôi sói ơi, đi thôi. Đi thôi, đi thôi.